thơm nước mũi với hàng phá lấu khìa cô Hạnh. Đại tiệc phá lấu sẽ không chỉ làm bạn choáng ngợp bởi vì nhiều món, mà còn bởi hương vị gia truyền đậm chất miền Tây. Phá lấu đã nấu sẵn và trưng tại quầy sẽ được khách chọn theo sở thích, sau đó chế biến tại chỗ nên hương vị dù đã thấm đều nhưng vẫn còn nóng hổi. Hãy cùng Huy thưởng thức thử xem hương vị có đúng như lời đồn không nhé. Dạ chào chú ạ. Đầu tiên thì chú có thể cho con hỏi là không biết là xuất phát từ đâu mà chú lại có cái ý định mở cái quán này? Miền Tây mà thì cũng mua bán làm nấu ăn nữa, rồi cũng sáng kiến rồi làm chứ cũng không học hỏi ai hết, nhà tự làm. Chú có thể giới thiệu qua giúp con là những cái nguyên liệu mà có ở cửa hàng mình là bao gồm những cái loại gì không ạ? Ở đây là có cúc, gà đầu vịt, rồi gà gu ti, cúc gu ti, lưỡi vịt, bao tử, trứng gà non, rồi trường, lỗ tai heo, phú linh, ruột già, vậy thôi chứ mấy món. Dạ. Theo con được biết thì những cái bộ phận này thì thường là nó sẽ khá là nặng mùi á. Thì không biết là chú có cái bí quyết nào là để cho nó luôn thơm và sạch sẽ không ạ? Không bao giờ thôi. Dạ. Và chú cho con hỏi là thường một ngày thì mình sẽ bán được khoảng bao nhiêu phần hả chú nhỉ? Có lúc thì bán rất là nhiều, có lúc thì bán cũng chậm, cũng giảm bớt lại. Và thường khi mà họ đến quán mình thì họ sẽ hay gọi cái phần nào hả chú? Thì người ta thích ăn cái thịt cẩm thì ăn thịt cẩm, ví dụ là muốn lựa từ món cũng được. Bất cứ gì thì cái thịt cẩm này là 35.000 100g, 350.000 ký. Còn lỗ tai heo thì 20.000, 200.000 ký. Trứng gà non cũng là 350.000 ký. Thú linh rồi trường bao tử đều 35.000 hết. Con để ý là ở đây là có rất nhiều cái bếp và chảo đây, thì không biết là chú có sử dụng cái bếp chảo này để chế biến món gì ạ? Không có chế biến, cái này mình làm nóng lại để đổ nước thấm cho nó vừa miệng đấy. Cái này này chế biến là xào cho nóng rồi làm cho nó thấm là cho ngon như vậy. Cảm ơn chú ạ. Mọi người ơi, vậy là cái phần phá lấu mình order đã có rồi. Trong này của mình có một phần phá lấu tổng hợp này, một cái đầu vịt và hai phần trứng tiết chiên bơ. Bây giờ mình sẽ ăn thử phần phá lấu xem là nó có ngon như lời đồn không nhá. Đặc biệt là ở cái món phá lấu của chị Hạnh này thì chúng ta sẽ dùng với cả nước chấm ớt xanh. Mà cái nước chấm này thì các bạn mà thích hải sản thì không còn lạ lẫm gì, nhưng mà không biết là liệu cái món ớt xanh này mà kết hợp với cả phá lấu thì có hợp hay không. Mình thấy cái phần tai rất là giòn luôn. Đặc biệt là cái cách chế biến và cái cách sơ chế ở quán chị Hạnh là làm cho mọi thứ rất là sạch sẽ, cho nên là không hề bị mùi hôi một chút nào. Với những bạn nào mà là fan của phá lấu thì bạn có thể biết là phá lấu miền Nam là thường sẽ ăn cùng với cả nước. Nhưng mà ở đây thì phá lấu chị Hạnh không ăn cùng với nước mà lại khía cùng với cả nước dừa, là một loại nước gia truyền của quán chị Hạnh. Mình nghĩ đây sẽ là một điểm rất đặc biệt mà các bạn nên thử. Ở quán phá lấu của chị Hạnh thì có rất nhiều các loại topping, có đến hơn 20 loại. Các bạn có thể thoải mái lựa chọn cái phần nào mà mình thích. Ví dụ như là dồi trường vịt này, hay là bắp giò heo rút xương. Mọi người có thể thấy là một cái phần của mình là khá là nhiều đúng không? Mà giá thì chỉ có 120.000 thôi. Mình nghĩ là với một cái giá này thì không phải là quá rẻ, nhưng mà không phải là quá đắt, mà khá là phù hợp. Nếu như mà mình đi tầm khoảng 2 đến 3 người thì chia ra mỗi người tầm khoảng 40.000 thì cũng rất là ok. Nơi bạn nào mà đang không cảm thấy chịu nổi nữa, muốn tới ngay quán phá lấu của chị Hạnh thì hãy tới địa chỉ là 161/1/15 đường Nguyễn Thị Tần, phường 2, quận 8. Và quán của chị mở cửa từ 2 giờ chiều cho đến 10 giờ. Mà theo mình được biết thì buổi tối từ tầm 6 giờ đổ đi thì quán sẽ khá là đông đấy. Cho nên là bạn nào mà muốn không phải xếp hàng thì hãy tới vào tầm giờ từ 2 giờ cho đến trước 6 giờ chiều nha. Xin chào. Nhớ bấm nút xem đầu tiên để không bỏ lỡ những chương trình hấp dẫn nhất từ Giang nhé.